Đường thời gian trở về quá khứ, phút giây chạnh lòng. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình, chỉ còn lại con số không. Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi. Trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi. Một mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi, lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếm hoa. Sớm nỡ tôi tàn, đời ai không một lần quên biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa. Xin được mến chào tất cả các bác. Được các bác quan tâm rất là nhiều đến những cấu hình karaoke giá thành hơn 10 triệu mà hát hay, ngọt ngào. Thì trong cái video ngày hôm nay thì bên em xin được giới thiệu tới toàn thể các bác một cái cấu hình với một đôi loa B3 các bác nhé, B3 bass 30, một kèn, một đẩy hai kênh của Avin, và cái quan trọng nhất đó là vang các bác nhé, vang Sansui E80 đó, hỗ trợ các bác hát vừa cảm nhận cái tiếng mic cho sáng, ê chu ngọt ngào. Đó, quan trọng vẫn là cái vang các bác ạ. Một cấu hình này các bác biết giá bao nhiêu không ạ? Giá chỉ 12 triệu các bác nhé. Có thêm một mic có dây nữa các bác nhé. Có thêm một mic có dây nữa để các bác hát. Đó. Nếu mà các bác để ý một chút thì với cái chất giọng này thì các bác có thể nghe với những bộ 20 triệu các bác nhé. Tương đương với những bộ như vậy luôn ạ. Với dòng loa B3 này thì năm nay bắt đầu bên em mới về được hàng, tiếc nhất hàng ngoài bên em làm rất là nhiều, đánh hay, tiếng sáng các bác nhé. Còn với đẩy Avin thì chất lượng rồi, hợp lý và hay cho cả nghe nhạc cũng như là hát. Vang Sansui thì bên em hỗ trợ cài đặt 4 chế độ các bác nhé, 4 chế độ nghe nhạc hát karaoke đó, đầy đủ hết các bác nhé. Các bác có thể nghe giải tép lên cực kỳ là hay. Đánh rất là khỏe các bác nhé. Là khi mua thì bên hỗ trợ tặng kèm đầy đủ dây jack các bác nhé. Đấy, có một mic có dây các bác nhé. Đó, em đang hát đó ạ. Đây em sẽ hát thêm để các bác cùng nghe thêm nhé. Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết tạ từ, năm năm cách biệt, năm năm mong chờ theo mòn tình nghĩa xưa. Nhắc đến thấy buồn, tình nghĩa ngăn đôi đường. Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thôi. Nhắc đến thấy buồn, tình nghĩa ngăn đôi đường. Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thôi. Vâng, trên cả tuyệt vời với một cấu hình karaoke trị giá 12 triệu các bác ạ. Vâng, các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em qua số hotline 0977 434 361. Em xin được kết thúc video. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.